Ê bạn Pin ơi, con có gì vậy? Đâu? À, các bạn ơi, nay bạn Pin có một cái máy bay luôn nha. Đâu, quay thử coi, quay cái cánh được không? Wow. Trời, có nhạc không? Có nhạc không? Có nhạc không? Đâu, bấm đi. Wow. Ở xe đó xe gì vậy? Xe rau gác. Dạ. Ê các bạn ơi, giờ bạn Pin lấy máy bay với xe này mình đi săn rau câu nha. Đâu, rau câu đâu? Rồi, bỏ rau câu vô. Trời, cái xe ăn rau câu luôn hả? Rồi bạn Pin mở cánh máy bay ra lấy rau câu bỏ vô nha. Rồi rớt rồi. Rồi mở cánh máy bay ra bỏ rau câu vô. Ăn được hai cục luôn. Đâu, bỏ vô được không? Trời, cục rau câu bự quá hả? Bỏ cái xe ra bạn Pin ơi. Ừ đúng rồi, bỏ bên đó đó. Rồi hay quá, rồi đóng lại. Con nữa kìa. Ê bạn Kiệt được hai cái rồi bỏ vô xe luôn. Bỏ vô xe luôn nha. Đây, cái xe ăn luôn rồi, ăn hết. Ăn được không? Rồi vậy bỏ vô luôn đi, bỏ vô luôn. Rồi bạn Pin được một cái rau câu nữa hả? Rồi bỏ vô máy bay luôn nha. Ba, thiếu nhất thắng nha. Thi đi chú Hằng. Thi đi. Thôi vậy giờ thi nha. Rồi bạn Kiệt lượm hết cây này rồi phải không? Bây giờ mình qua lượm cây này nha. Đây các bạn ơi, đâu rồi bạn Pin? Bạn Pin lượm cái rau câu bỏ vô xe máy bay nè. Ở cái xe ăn hết luôn rồi hả? Còn nữa không? Bên đây nè, bên đây còn ba cục nè. Đây qua đây, qua đây. Rồi cái xe ăn rau câu luôn. Rồi rớt hết rồi, lượm vô, lượm vô. Rồi bỏ vô máy bay nha. Rồi cái máy bay của bạn Pin đầy luôn rồi. Rồi đầy luôn rồi hả? Rồi đem về nhà đi. Rồi tới bạn Kiệt ăn cái cuối cùng luôn nha. Ôi rớt rồi. Rồi cho xe ăn luôn. Cho xe ăn luôn. Thôi bỏ vô thùng rác quay sao đi. Rồi hả họng cho nó ăn luôn. Sao bự quá. Rồi đem về nha. Đem về. Trời con gì vậy? Con gì vậy Pin? Con nhện hả? Anh Sòn quậy con á hả? Rồi các bạn ơi, rồi chấp hành mượn máy bay đi. Mà gỡ rau câu ra nghe. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Pin sẽ mở rau câu ra mình ăn thử rau câu nha. Rồi bạn Pin với bạn Kiệt mở rau câu ra ăn thử nè. Rồi mở rau câu trong xe ra luôn bạn Pin ơi. Rồi, rồi đổ ra rồi kìa, đổ rau câu ra rồi kìa. Rồi bây giờ mình lấy rau câu mình ăn thử nha. Dính rồi hả? Dính rau câu luôn rồi. Ê dạ. Đây các bạn ơi, dính rau câu luôn rồi. Cứng quá. Trời ơi xe rác quá trời rau câu luôn nè. Rồi gỡ rau câu phụ ông Pin nha. Ê dạ, cứng quá Pin ơi, cứng quá. Để cho anh Kiệt mở phụ con nha. Ê cái con gì vậy? Trời ơi, con gì mà nhiều dữ hả? Có rùa nữa nè. Trời ơi, quá con gì vậy? Cái súng hả? Ơi, có bộ ráp hình nữa nè. Rồi đây nè các bạn ơi, đây là một cái máy bay điều khiển nha, cho bạn Kiệt bấm thử nha. Thả dây. Đâu thả dây được luôn hả? À máy bay này nó có cọng dây nữa nè. Wow hay ghê chưa. Có nhạc luôn. Rồi bạn Pin con bấm nhạc thử coi. Ở trên trước đầu nó mở được cửa được luôn nè. Rồi bỏ chú lính vô. Bỏ con cua vô đi nè, bỏ con cua vô. Rát chú lính vô. Rồi rát chú lính vô đi. Rát chú lính lên vô xong mình bỏ chú lính vô nha. Pin con bấm cho các bạn coi thử nhạc đi. Bấm nhạc đi. Và rồi nút màu xanh là gì? Quên nó nói được luôn hả? Rồi nút màu vàng là gì? Và nút màu vàng kể chuyện luôn các bạn ơi. Hay ghê chưa? Máy bay này chạy được không? Đẩy chạy thử Pin. Đẩy chạy thử. Rồi đẩy máy bay chạy nha. Ủa thả ra luôn. Đẩy chạy thả ra luôn. Rồi 1, 2, 3 chuẩn bị nha. Wow. Trời máy bay chạy dữ hả? Ôi. Wow, máy bay chạy dữ hả? Rồi lượm vô bằng Pin đi. Rồi lượm vô. Rồi ra. Ra cho anh Kiệt rắc chú lính nha. Đây các bạn ơi, bây giờ cho cái xe táp thử trái táo nha. Rồi táp thử coi. Ôi, trời ơi cái xe ăn trái táo luôn rồi. Ăn được không? Trời cho táo bự quá hả? Bự quá. Bự quá vô đâu được. Thôi cho xe ăn cái quýt đi.
Anh chơi quýt có được không? Quýt nha. Rồi, hết rồi. Với con kia, con kia. Wow. Ơ, gì hả? Dí xu hả? Rồi, chiếc quýt nằm trong xe nè các bạn ơi. Rồi, rồi bây giờ mình ăn thử rau câu ngay trời, con nhờ anh ăn rau câu luôn. Xé ra cho con nhận luôn. Rồi, bây giờ mình xé rau câu ra mình ăn thử nha các bạn. Bin ơi, lại ăn rau câu nè Bin ơi. Đây, một cái rau câu. Quá ngon quá. Bin ăn rau câu gì vậy? Thằng Bin ăn rau câu dâu nghe. Bạn kia đang ăn rau câu thơm nè. Cái này là rau câu cam nè. Ngon lắm á. Thơm không? Wow. Ngon quá. Ơi một con nhện. Ê các bạn ơi, cái xe này nó móc rau câu được luôn nè. Bạn Bin cắn thử đi bạn Bin. Cắn rau câu đi. Wow. Ê các bạn, như vậy là video về cái máy bay săn rau câu đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye. Bye bye. Rồi, ba máy bay vô nhà luôn. Quá xin chào bạn Bin với bạn Kiệt nha. Chào các bạn. Wow, bạn Kiệt mua gì quá trời vậy? Đâu, bạn Bin có làm gì vậy? Cô bắt con cào cào hả? Đâu kem đâu? Gỡ ra coi thử. Luôn nha. Đâu quá trời kem luôn hả? Ừ. Wow, kem sô cô la nữa nè. Để cái kem bắp quế hả? Đâu bạn Bin con mở kem này ra thử coi. À, bây giờ đừng đi bắt mệt chưa, bây giờ mình ăn kem đi. À, rồi, ngồi ăn kem đi, hồi đi bắt cào cào tiếp. Wow, cái gì bên trong đây? Ôi, nguyên một ly kem luôn hả? Quá wow, kem ốc quế nè các bạn ơi. À. Đó của bạn Kiệt là kem gì? Kem hai hương nha. Ờ, của ông Bin kem sô cô la đi thôi luôn hả? Bye bye. Chỗ nằm trên bờ đi. Rồi chút mình về mình bắt khủng long xong về bắt cá nha.
bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Biên với bạn A Lộc đi kiếm con khủng long phun sương nha. Và con này nó phun ra lạnh lắm á, để nó dí bạn Kiệt với bạn Biên kìa. Cậu thấy nó chưa bạn Kiệt? Chưa hả? Nó đâu rồi? Đâu đâu? Wow, ghê dữ hả? Ôi ui, wow, con khủng long nó đang phun sương kìa. Núp 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 vô. Đứng ngoài sao chụp đuôi nó. Trời ơi. Từ từ Hương Yên. Rồi A Lộc ơi chụp nó đi chứ để. Qua vẫn biết chụp luôn kìa, chụp phụ đi. Rồi, để xỉu luôn rồi. Rồi, bắt được nó rồi các bạn ơi. Đứt đuôi luôn rồi. Qua cái đây các bạn ơi. Bắt được một con khủng long rồi nè. Rồi cho con Biên cầm đi. Rồi còn đâu nữa không? Đâu đâu? Khủng long đâu vậy? Qua một con màu đỏ rồi kia kìa. Coi chừng đó, coi chừng con khủng long này nó phun lửa nghe chưa. Quá ghê lắm á. Hả? Ở con này nó hết kêu rồi hả? Rồi đi đi. Ôi trời, dí vô. Biết từ từ thôi nha. Quá chờ ở Lộc với Kiệt qua chứ. Rồi chụp vô. Rồi bắt Kiệt chụp rồi. Wow. Rồi bóp cái mỏ nó lại. Chạy sừng luôn rồi. Con này nó phun sương được không? Phun sương kìa. Trời ơi. À, cái dưới ạ. Bẻ gãy sừng rồi. Sừng hả? Rồi, gắn sừng nó vô. Wow, các bạn ơi, con này nó phun sương ghê chưa? Wow. Lạnh quá hả? Con của bạn Biên có phun không? Bạn Biên? Có hả? Rồi, con của bạn Biên hết sương rồi, nó xỉu rồi đó. Rồi, con này làm cho nó xỉu luôn đi. Rồi, bắt hai con về nhốt vô chuồng nha. Rồi, đi thôi. Rồi về thôi, về bắt mấy con cá vô luôn. Rồi, rồi, bắt cá lên về bên ơi. Dục cá lên trên Kiệt cầm nè. Rồi, mạnh lên. Kiên Kiệt đem cái bịch qua đi. Rồi, bỏ vô bịch nè. Ở bịch thịt kho ăn. Rồi, rồi, bỏ vô. Bên kia con nữa kìa, bên kia con nữa kìa. Để nó thì Biên. Hả? Này cá tác á. Cá trong đây hả? Này cá trong mày ra. Ừ. Thằng rồi bắt lên mít, bắt lên mít. Nhấp xuống đây luôn ngồi thì buồn. Trời ơi. Đây bắt phụ đi, bắt phụ. Rồi, đi phụ. Rồi, đứa bình kia ơi. Rồi, té rồi. Ôi ghê quá, cá giải dữ. Rồi, đi. Lên rửa mặt con.